quý anh chị cũng đã thấy trước mặt mọi người đây, đây là một cái tủ điện của khu dân cư. Thì một cái tủ điện này sẽ bao gồm 10 cái automat. Thì những cái đầu dây điện này sẽ đấu nối từ tủ điện đến từng hộ dân. Thì tủ điện này cơ bản là đã hoàn thiện. Thì các cái hệ thống đường ống đã chưa sẵn để khi mà người dân xây dựng sẽ đấu nối vào cái hệ thống tủ điện của dự án để đáp ứng cái nhu cầu về sử dụng điện của người dân ở đây. Thì đây là một cái tủ điện cơ bản đã hoàn thiện rồi. Trước mặt tủ điện thì sẽ có một cái hố kỹ thuật trước nhà. Hố kỹ thuật này thì bao gồm hệ thống thoát nước thải, hệ thống dây điện sẽ được tiến ngầm. Ngoài này thì đa phần các hệ thống đường điện được trước